Gió lên lay đồng hoa bằng lăng thước tha. Cô ký con trai đó là mua được cái nhà cũng được 2 tầng à. Cô không biết đồng bạc, tới bây giờ cô cũng không biết xài tiền luôn nữa nè. Nói con đừng có cười cô chứ không biết xài tiền luôn. Dạ, con cũng đâu có xài tiền đâu con. Con đi làm xong rồi cái là đưa cho vợ con cất cái tiền rồi. Có bữa mấy bữa chích ngừa đó con. Chích ngừa mà virus nè, cúng Covid-19 rồi con. Mất trí nhớ đi làm về quên đưa tiền vợ luôn. Nó khánh hả không? Dạ không có, thăm thôi. Chào mừng mọi người đến với chương trình, tôi là Trung Dân. Kính thưa quý vị, nhân vật của chương trình ngày hôm nay Trung Dân muốn giới thiệu với mọi người. Xin trân trọng chào nghệ sĩ Kiều Mai Ly. Dạ, xin chào cháu Trung Dân. Dạ. Nhắc đến nghệ sĩ Kiều Mai Ly, người ta thường nghĩ đến một diễn viên hài đã ở độ tuổi ngoại thất thập. Nhưng nữ diễn viên Kiều Mai Ly lại vốn dĩ là một nghệ sĩ cải lương. Bà bén duyên với nghệ thuật này từ năm 16 tuổi. Sự nghiệp của bà nhanh chóng có nhiều thăng tiến và được nhiều đoàn cải lương hồi đó săn đón như Minh Cảnh, Dạ Lý Hương, Trần Hữu Trang. Những năm 1975, sau khi gánh hát do chính bà và chồng thành lập giải thể, bà quay về hoạt động tại đoàn Thanh Nga và Trần Hữu Trang. Và cũng từ đó, bà trở thành diễn viên hài được nhiều người biết đến như hiện nay. Sự nghiệp và đời tư đều có nhiều thăng trầm, nhưng nữ diễn viên vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật cho đến ngày hôm nay. Với tư cách là một nghệ sĩ chuyên nghiệp đó, cô có nhìn thấy được cái sự cạnh tranh khốc liệt không cô? Khi mà cô đi cái đoàn nhỏ đó thì nó khác. Cái cạnh tranh của nó rất là nhẹ nhàng, nó không có đến đâu. Tại vì có một mình cõi à. Dạ. Thì mình thấy rất là dễ. Nhưng khi mà cô bước lên từ cái một cái đụng nhiều mặt nữa đó, cô xuất hiện trong những cái gánh mà gọi là đại bang. Đại bang. Đó bây giờ cô nói là Dạ Lê Hương. Dạ Lê Hương. Khi mà cô về đoàn Dạ Lê Hương, khi cô ở đoàn bên cạnh thì cô cũng chỉ có một mình ngôi sao của cô thôi, chứ không có cái ngôi sao nào hoạt động của cô hết. Yeah. Thì khi mà cô về bước về Dạ Lê Hương thì con coi cả chục cái ngôi sao kép á, thì có anh Hùng Cường, yeah, anh Út Hiền, yeah, Dũng Thanh Lâm, yeah, anh Sang, yeah, rồi Hề á, thì có anh Văn Trung, yeah, Tư Rợm, rồi Tùng Lâm, Thanh Việt đó, con coi toàn là gai gọc không ha. Thứ dữ không? À, còn bên Đào thì chị Bạch Tuyết, chị Ngọc Giàu, chị Phượng Liên, chị Hồng Nga, chị Kim Ngọc, chị Mai Lan nữa. Rồi bây giờ tới cô nè, Trang Bích Liễu nè. Trời ơi, cái đoàn Giải Lý Hương hồi xưa mà cái đội ngũ nghệ sĩ này khủng khiếp vậy hả con? Khủng khiếp tới như vậy. Anh nói là toàn là sao không? Sao dữ không đó. Bởi vậy người ta mới nói là đại bang. Đại bang, đó. Rồi hỏi con chứ bây giờ cô vô đó cô làm gì đây? Thì chỉ có nước hát mấy cái giai đào kế bên thôi, chứ làm sao cô đâu. Không lẽ bây giờ kéo chị Bạch Tuyết xuống để cho cô hát chánh? Dạ. Đúng không? Trời ơi, ngôi sao người ta bự quá mà sao được. Rồi từ chỗ đó cạnh tranh rất là khốc liệt. Cạnh tranh không phải là cạnh tranh về cái ganh, cái ghét, nó không phải cái kiểu đó. Cạnh tranh về nghề. Nghề nghiệp. Tức là chị hát hay tới chỗ đó tôi phải theo chị, tôi học. Mà học trong cái âm thầm của mình chứ không để cho người ta thấy, mà cũng không để cho người ta biết. Để chi khi ra hát chị 9, chị 10 tôi cũng được. Sao 7 thí dụ mình không có so được tới 9 đâu, nhưng mà sao 7 cũng được. Tức là cạnh tranh về nghề nghiệp chứ không phải là cạnh tranh về quần áo hay là gì sắc dốc cái này kia, không phải. Chứ chỉ kim đọc chứ có đẹp đâu mà cô lúc đó cũng xấu quá, có đẹp gì đâu. Nhưng mà được có cái gì? Mình hát người ta thích, nó cạnh tranh một cách tích cực. Rồi xong đùng cái mấy chị súng nhau đi sanh hết trơn rồi bỏ mình cô đó, rồi mình phải lên mình thế mấy cái giai này. Ủa sao cô thấy người ta sanh rồi cô không đi sanh luôn? Trời ơi, lúc đó có chồng đâu đi sanh, có chồng đâu đi sanh. Lúc đó tình ghê nghe nó lập gia đình là sợ muốn chết rồi, tại vì cái tên tuổi mình nó đang cái đà đi lên. Mà hồi xưa mấy ông bạn ấy mày mà lấy chồng sớm đó là cái nghề mày tiêu luôn, đừng lấy chồng sớm, phải để cho cái tên mình thiệt là lớn đi rồi mày mới có chồng. Rất là sợ. Cô hồi xưa mình về một cái đoàn, thí dụ như đoàn Giả Lý Hương mà mình ký hợp đồng, ký công tra đó con. Mình ký là bao nhiêu năm hả con? Bao nhiêu năm, đúng rồi. Yeah. Thí dụ như hồi xưa đó cô ký cho anh Minh Cảnh là 40.000 là 2 năm. Yeah. Rồi lương mỗi một đêm của cô, thí dụ cô nói một đêm là 50 nữa đi. Yeah. Đó, còn cái tá cái 40.000 này là cô phải ký thành 80, mà 80 này là trong vòng 2 năm. Tức là cô phải theo cái lịch này là cô làm tập tuồng vừa hát gì này kia, giờ giấc phải như người ta quy định hết. Nếu mà cô sai trong một cái này á là cô phải đền 80. Thời điểm ấy là vàng bao nhiêu một lượng rồi cô? Trời, cô không nhớ đâu, bị cô không biết xài tiền. Lúc đó đó cô ký con trai đó là mua được cái nhà cũng được 2 tầng à. Mua liền được cái nhà. Mua liền được cái nhà đó. Cô về Giải Lê Hương đó là cô ký là 350.000, là cô mua chiếc xe Honda nhỏ nhỏ đó. Ừ.
đâu khoảng chừng mấy chục ngàn à, Honda xe hơi đó. Dạ, yeah, cái Honda vậy là Honda 360, không cần nhỏ xíu á. Ừ, dạ, dạ, dạ. Đó, cũng đúng mấy chục ngàn. Yeah. Mà là hồi đó là vàng, tôi cũng không biết xài tiền cho nên không biết cái vàng nó nhiêu mà cái yeah. tiền nó nhiêu nữa. Cô đi diễn, đi hát rồi xong xuôi rồi cô hết lấy hợp đồng tiền bạc cô đưa cho gia đình cô chứ cô không có xài. Cô không biết đồng bạc, tới bây giờ cô cũng không biết xài tiền luôn nữa nè. Yeah. Nói con đừng có cười cô chứ không biết xài tiền luôn. Dạ, yeah, con cũng đâu có xài tiền đâu con. Con đi làm xong rồi cái là đưa cho vợ con có cái tiền rồi. Có bữa mấy bữa chích ngừa đó con. Chích ngừa mà virus nè, cúm Covid-19 rồi con. Mất trí nhớ đi làm về quên đưa tiền vợ luôn. Nó khánh nữa không? Dạ không có, hâm thôi. Hâm thôi, hâm cái nhớ lại liền. Cái thời mà trước năm 1975, con nói cụ thể là năm 1968 mà mậu thân đó cô. Thì cái lúc đó cô đi diễn chưa? Năm 68 là cô về giải lương rồi. Mà trong cái thời điểm mà chiến tranh này kia rồi, trong cái thành phố các đoàn hát thì sao cô? Ngưng hết. Đâu có hát được đâu con. Yeah. Tại vì cô còn nhớ cái đêm mà cô hát ở Quốc Thanh đó. Thì bữa đó có bà chị của cô, bà đi chơi với cô. Xong cái mình bôi mặt đồ này kia, cái mình đi ra. Lúc đó mình thấy sao đường nó vắng que, không có người nữa. Ủa sao ngộ vậy? Nói trong lòng đó. Sao lúc trước mình ra thì vẫn còn người ta đi tới lui, xe cổ đồ rồi. Còn mà sao tự dưng giờ lại không có người. Thì hai chị em mới ráng cuốc đi xuống tới chợ Thái Bình. Yeah. Xuống chợ Thái Bình cái thấy kéo hàng rào kẽm đồ đó là lúc đó tại vì ở đó là ngay cái tổng nha cảnh sát đó kéo hết cái có chiếc xe taxi chạy tới. Cô đi không cô? Tôi nói đi hỏi cô đi đâu? Tôi về Cầu Bông. Đi về Cầu Bông, tôi cũng đi về đó, đi lẹ đi. Cô mở đây lát không có xe cô về đâu. Hỏi sao vậy? Trời ơi, người ta quấn giặt quá trời đó, sao cô còn ở đây? Cô hỏi gì vậy? Cô nói giặt ở đâu anh? Hỏi ủa giặt đâu đấy? Vô tới rồi quấn đại phát anh quá trời đất kìa. Thì hai chị em mới lên xe. Lúc đó thí dụ mình đi 50, người ta lấy 100 mình cũng phải trả cho người ta 100 nữa chứ đâu có dám đấy. Cô ở Cầu Bông thì cái đài phát thanh nó nằm ở bên chỗ Thị Nghè đó. Quýnh lửa sáng rực lên, mình không biết. Tới chừng sáng hôm sau đó là mới nghe nói, trời ơi, vô quýnh quá trời đất ơi. Sao mày quýnh vô tới đây dữ vậy? Quýnh vô tới rồi. Thì lúc đó con biết trong cái thời gian đó thì quýnh ở bên chỗ cái vùng mà bên là heo cũ của mình đó. Ba cái cuộc đó rồi thì bắt đầu mình mới làm ăn lại. Nhưng mà làm ăn lại thì nó lại không có trơn tru được nữa, giống như cái thời đó nữa. Nó bắt đầu là nó chựng lại rồi, bắt đầu là thành phố cũng không có diễn được, mới là kéo đi tỉnh, hết tỉnh này tới tỉnh kia cho thành phố. Ngay cái Sài Gòn của mình là hát cũng không có khán giả nữa. Cho nên vì cái chỗ đó tưởng đâu lúc đó là cải lương là chết lúc đó rồi đó. Nhưng mà xong rồi nhờ cái khi giải phóng vô lại là cải lương mới sống trở lại. Cô nhớ là cô đã đóng bao nhiêu tuồng không cô? Trời ơi, bây giờ nói biết bao nhiêu tuồng không nhớ nổi. Nhiều lắm. Cô đã từng diễn với tất cả các danh ca, nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu của cải lương. Tất cả hết trơn rồi. Ngày xưa thì khán giả người ta viết một cái tuồng, thậm chí một cái đoạn, một cái câu ca, cái tính văn học nó có. Đúng, cái tâm huyết của người ta. Dạ, yeah. Con nhớ một cái giai đoạn mà con có xem trên YouTube, cô đóng vai một cái cô nàng, chú Chí Hiếu và cô Mai Lan hay cô gì đó ở trên đóng vai là vua. Con nói cái đó là dán bài lật ngửa đó. Trích đoạn. Là cái đoạn mà sông danh đó. Yeah. Thì cô ca, con phải nói là thời đó cái giọng của con, giọng hay còn gọi là làng hơi đó thưa quý vị. À, trong nghề thì người ta kêu cái hơi. Thì cô bây giờ cô có thể ca lại một phần của cái câu một được không cô? Bây giờ cô chỉ nhớ câu vô thôi à, được không? Dạ, nhưng mà cô nhớ câu vô rồi thì lát cô sẽ nhớ được câu một mà. Nó ngộ lắm. Tại vì cái đó là phim, thành ra mình cũng không có phải mà mình. Rồi sau này tại vì cô đi diễn nhiều quá, cô là không nhớ. Yeah. Không có nhớ nhiều, chứ mình một lần đó rồi mình đâu có hát lại nữa đâu, cho nên không có nhớ. Rồi, vậy thì cô hát cái câu giọng cổ đó đi. Vậy ha, yeah. Câu đầu thôi nha. Dạ, yeah. Chàng ở đầu sông, em ở cuối sông, nhớ nhau mà không sao gặp mặt, dù hai ta vẫn cùng uống chung dòng nước in bóng hai đứa ở đôi bờ. Lấy dây này hơi bị thấp. Anh Nguyễn Chánh Tính ngồi dưới làm khán giả. Làm khán giả xem cái trích đoạn chuyện cổ Bát Tràng. Cô đóng vai một cái vai thứ kế cô Phượng Liên. Dạ đúng rồi. Dạ. Thì cô có hát một cái câu giọng cổ khi mà cái diễn viên mà cái anh hoàng tử đó kêu đánh trống phải không? Đánh trống đúng rồi. Chuyện cổ Bát Tràng là bao nhiêu năm rồi cô? Cũng mười mấy, 20 năm rồi. Hơn 20 năm. Con nghĩ là phải 30 mấy năm. Lâu quá rồi, giờ cô không nhớ, nó thật không nhớ. 40 năm. Con năm nay là 55 tuổi.
Mà lúc con học lớp 6 thì cái phim giáo bài tập nữa. Rồi cái chương trình mà nãy con nói với cô là cái thời đó là tivi là còn trắng đen. Cô thì cô đóng tuồng nhiều, nhưng mà nếu mà ca salon mà ca tân cổ giao duyên thì cô lại ít. Sau này là cô mới được thâu đâu cùng khoảng chừng 1-20 bài thôi là đã giải phóng vô rồi. Ngày xưa cô chỉ là diễn viên đóng những cái vai đào ca mùi. Con chưa thấy cô đóng tính cách trong cải lương, đột nhiên cái cô chuyển qua hài. Thì cô nói con tại sao mấy người đó có bầu một mà bỏ cho cô làm hết trơn là vậy đó. Dạ. Đó cô nhắc lại cho con đó. Tại vì lúc đó là chị Hồng Nga cũng có bầu nè. Vai mụ mà 60-70 tuổi ai làm. Mà cô thì cô ở không. Tại vì mấy cái tuần đó là trước khi cô về. Cho nên á, ông bầu Xuân ổng mới nói thôi giờ chỉ còn con nhỏ này bắt nhỏ này làm thôi chứ ai làm. Mà con biết lúc đó là cô mới về giả lương, cô mới 17 tuổi à. Cái mặt còn non chẹt à, mà đóng vai bà già 60-70 tuổi giống như cô bây giờ làm sao đóng được. Thôi thì cứ vô ai nhờ mấy chú vẽ mặt giùm cho mình thôi ra làm. Mà tao nói ai ra mà dùm cái mặt cô là hết hát luôn được. Tại vì vẽ quằn vẽ quệnh, con biết vẽ dấu chân chim nè. Nó để cho nó thành bà già mà rốt cuộc ra nó không có già mà cái mặt. Mà còn nhớ chú ba ngà chú vẽ cho cô mà lát chú vừa với chú cười hoài hỏi sao chú cười trời ơi, ta vẽ cái mặt mày nó không giảm giống như con cọp la ve. Thành ra tự dưng cái mình á ủa sao kỳ vậy. Còn chú tư rợm chú ra chú kêu má ơi con chở má đi cho ông vừa mà ông má phát ông cười luôn. Tại vì lúc đó là ông 40 mấy rồi mà mình là mới có 10 mấy tuổi cho nên ông gặp cái mặt mình cái tự nhiên không ổng cứ vậy hoài. Trời ơi làm mình thiệt đứng tim chịu không nổi luôn. Rồi thôi qua cái chuông đó. Rồi còn tại sao mà cô hát được hài tới bây giờ là phải nói là chị Kim Ngọc. Chị Kim Ngọc thì chuyên môn là những cái vai đó, những vai em mà lý lắc rồi này kia đó là chị Kim Ngọc. Rồi xong chị cũng bể bầu. Rồi cũng ai cũng cô nhào vô hết. Mà vô mà cũng biết hồi mình con gái mới lớn mà mặc quần sát tới nay luôn. Đó, rồi áo ba lỗ. Đó, trời ơi mắc cỡ quá trời đó. Làm sao hát? Anh Hai Hùng Cường nói anh hát đi nhỏ. Anh Hai ủng hộ mày hát đi. Mà cứ ngồi trong lòng ảnh không mà khỏi con sao chịu. Cứ tự nhiên hát đi anh Hai đi không có lo. Rồi cái mình tập hát. Cái tự nhiên cái mình làm cái chỗ đây thấy khán giả người ta cười. Cái tự nhiên ý sao ngộ vậy. Mình nói trong lòng ủa sao ngộ vậy. Rồi cái từ từ hát từ cái suất này qua cái suất khác. Cái bắt đầu mình dạng dĩ rồi bắt đầu mình mới thả. Thả mình phiêu theo cái giai tuồng này. Cái tự nhiên cái mình thấy mình thành công được. Cô nhớ cái tuồng đó tuồng gì không cô? Hồi đó là gái nhảy á. Gái nhảy. À gái nhảy đó là lúc đó rồi xong đó. Đối đo ni đóng dài cho cô đóng cái đầu tiên của cô là cái gái điếm vợ hiền. Là cô làm em của chị Bạch Tuyết. Là con nhỏ đó mới có 15-16 tuổi thôi mà cũng mặc đồ y như vậy luôn. Rồi bắt đầu dần dần rồi mới qua tới đưa cho cô tới mấy cái vai mà con em chồng mà xéo sắc với chị dâu. Trời ơi đó giờ mình đâu có bao giờ mình xéo sắc với ai mà giờ phải xéo sắc. Xong rồi mình cũng ráng. Mình nhớ mang máng ví dụ ở lối xóm mình hay là mình đi đâu mà gặp một trường hợp mà chị hay là em gì mà nó xéo sắc như vậy. Cái mình ngương tượng vô được. Mình làm vô dây lèo. Cho nên á, cái này á, là cô nói là mình phải học từ ngoài đời mình đi học vô. Chứ không phải tự ai mà thiên tài mà nói tự nhiên tôi hát được. Không phải vậy. Bởi tại sao á, cô đi đường á, có những cái chuyện mà bất chắc cái gì đó. Cô ưa để ý với cô ưa dòm lắm. Không biết ngày sau mình có trúng ngay cái dây đó không. Mà thiệt trúng. Giống như cô đó. Có cái bà đó nghe bà say rượu vậy thôi bà ngã tới ngã luôn và chịu đời không nổi luôn vậy. Cô nói trời ơi sao đàn bà mà uống rượu gì ghê vậy mình nói. Nhưng mà tới đụng cái cô vô dướng cái vai mà người ta đi kiếm cô phải vô cái vai y như vậy. Vô một cái là ăn liền luôn. Tại vì mình cứ nghĩ hồi bà ngồi sao rồi cái cách bà uống rượu làm sao rồi cái cách bà nói chuyện làm sao. Rồi khi mà ấy rồi bà tỉnh rồi nó tỉnh mà cũng không phải tỉnh nữa. Nó tỉnh mà cái kiểu mà nó cứ chập chờn chập chờn cái kiểu đó nữa. Cho nên mình phải học cái nghề này cô cảm thấy rằng hình như là mình học tới ngày mình nhắm mắt luôn chứ không có buông được đâu. Cô nói thiệt nếu mà mình còn yêu cái nghề này là mình sẽ không buông được.